Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Tâm chấn trực tiếp trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Sau đây là những thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Sẽ có thông tư quy định về việc lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa theo hiệp định CPTPP. Xuất nhập khẩu đạt 361,5 tỷ đô la Mỹ, xuất siêu tiếp tục lập mốc mới. Mục ống kính tâm chấn, nợ xấu tiếp tục tăng, nhiều ngân hàng giao bán tài sản thế chấp. Mở đầu chương trình là một số thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19. Sẽ có đủ vaccine cho toàn bộ người Mỹ trước tháng 4 năm 2021. Đây là dự báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong khi điều này trái ngược hoàn toàn với quan điểm của người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Mỹ. Theo CNBC, trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nước Mỹ sẽ sản xuất ít nhất 100 triệu liều vaccine trước thời điểm cuối năm nay và nước Mỹ cũng sẽ có đủ vaccine COVID-19 để tiêm cho tất cả người Mỹ trước thời điểm tháng 4 năm 2020. Hai công ty dược phẩm hàng đầu, bao gồm Pfizer và Moderna, hiện đang gấp rút trong quá trình phát triển và thử nghiệm lâm sàng vaccine, đã không trả lời các bình luận đề nghị về tuyên bố của Tổng thống Trump. Dự báo của Tổng thống Trump trong khi đó trái ngược hoàn toàn với quan điểm của người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Mỹ, CDC. Vào đầu tuần này, Giám đốc CDC cho rằng nước Mỹ sẽ chưa thể tiêm vaccine cho người dân cho đến tháng 11 hoặc tháng 12 năm 2020 và ban hành số lượng vaccine sẽ còn hạn chế. Ông cũng khẳng định rằng cho đến mùa hè hoặc đầu mùa thu năm sau, vaccine sẽ chưa thể cung cấp trên diện rộng. Sau đây là một số thông tin tổng hợp về tình hình COVID-19 trong nước và trên thế giới. Bản tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chiều ngày 21 tháng 9 cho biết không có ca mắc mới COVID-19. Đến nay đã 19 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc ở cộng đồng. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam đến thời điểm hiện tại là 1.068 trường hợp. Trong ngày có 5 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng số ca khỏi tại Việt Nam lên 947 ca. Trên thế giới ghi nhận hơn 31,26 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 7,45 ca đang nhiễm, hơn 22,8 triệu ca tử vong. Đứng đầu là Mỹ với hơn 7 triệu ca mắc COVID-19, tiếp đến là Ấn Độ, Brazil, Nga và Colombia. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPP. Theo dự thảo, thông tư sẽ quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 Nghị định 95 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Dự thảo cũng quy định chi tiết về giấy phép bán hàng của nhà sản xuất đối với hàng hóa thông thường, thông dụng, sẵn có trên thị trường, đã được tiêu chuẩn hóa và được bảo hành theo quy định của nhà sản xuất thì không yêu cầu nhà thầu phải nộp giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải vừa ký quyết định giao Ban Quản lý Dự án 2 tiến hành tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 4, vùng thủ đô Hà Nội. Ban Quản lý Dự án 2 sẽ tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án với mục tiêu gồm việc hình thành vành đai đồng bộ, liên tục nhằm nâng cao khả năng kết nối, rút ngắn quãng đường vận chuyển giữa các địa phương trong vùng thủ đô, giảm tải cho hệ thống giao thông hướng tâm của thủ đô Hà Nội, kết nối mạng lưới giao thông vùng, mạng lưới giao thông quốc gia, nâng cao hiệu quả của các tuyến cao tốc đang triển khai trong vùng thủ đô. Theo thông tin Tổng cục Hải quan vừa công bố, nửa đầu tháng 9, từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 9, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt trên 12,6 tỷ đô la Mỹ, qua đó nâng tổng kim ngạch từ đầu năm đến ngày 15 tháng 9 đạt xấp xỉ 188 tỷ đô la Mỹ. Chỉ trong 15 ngày đầu tháng, có tới 4 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ đô la Mỹ trở lên. Dữ liệu của Tổng cục Hải quan ghi nhận kim ngạch nhập khẩu gần 11,7 tỷ đô la Mỹ. Nâng tổng kim ngạch tính từ đầu năm đến ngày 15 tháng 9 đạt 173,5 tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý, Việt Nam tiếp tục ghi nhận con số xuất siêu kỷ lục 14,5 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 1 tỷ đô la Mỹ so với thời điểm kết thúc tháng 8. Theo Tổng cục Thuế, hiện hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63 trên 63 tỉnh thành phố và 100% chi cục thuế trực thuộc. Tính đến ngày 19 tháng 8 năm 2020, đã có 787.562 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt 99,3% doanh nghiệp đang hoạt động. Số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 19 tháng 8 năm 2020 là 10.174.877 hồ sơ. Pegatron, doanh nghiệp sản xuất linh kiện và sản phẩm điện tử hàng đầu Đài Loan, Trung Quốc, vừa có kế hoạch đầu tư 1 tỷ đô la Mỹ cho tổ hợp công nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao tại Việt Nam.
theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng mới đây. Pegasus được biết đến là đối tác của nhiều tập đoàn lớn như Microsoft, Apple hay Sony. Theo đó, 1 tỷ đô la Mỹ này sẽ được chia cho 3 dự án. Pegatron Việt Nam 1, tổng vốn đầu tư dự kiến 19 triệu đô la Mỹ. Dự án này đã được Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng cấp chứng nhận đầu tư vào ngày 17 tháng 3. Pegatron Việt Nam 2, tổng vốn đầu tư dự kiến 481 triệu đô la Mỹ. Dự án này đang trong giai đoạn thực hiện thủ tục đầu tư. Pegatron Việt Nam 3, tổng mức đầu tư dự kiến là 500 triệu đô la Mỹ. Dự án này dự kiến thực hiện trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2027. Bên cạnh đó, Pegatron còn bày tỏ ý định chuyển trung tâm nghiên cứu và phát triển từ Trung Quốc sang Việt Nam vào thời điểm phù hợp. Dự kiến trung tâm này sẽ chuyển sang vào khoảng năm 2026 đến năm 2027, cùng với thời gian thực hiện dự án Pegatron Việt Nam 3. Ngày 21 tháng 9, Vietnam Airlines cho biết hãng đang khai thác mạng bay nội địa gồm hơn 40 đường bay với trung bình gần 200 chuyến bay mỗi ngày, với số lượng khách bay nội địa đạt gần 40.000 lượt, tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm 2019. Trước đó, sáng ngày 19 tháng 9 vừa qua, Vietnam Airlines đã khai thác chuyến bay thương mại quốc tế đầu tiên của Việt Nam kể từ khi nước ta phong tỏa để chống dịch hồi cuối tháng 3. Chuyến bay được Vietnam Airlines thực hiện đi từ Hà Nội đến Tokyo. Dự kiến trong thời gian tới, hãng sẽ nối các đường bay giữa Việt Nam và Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan Trung Quốc, Lào và Campuchia. Tiếp tục chương trình là một số thông tin kinh tế đáng chú ý khác. Theo nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2020 về thời gian phân bổ kế hoạch vốn năm 2020 còn lại chưa được giao chi tiết cho từng dự án, chính phủ thống nhất thời hạn các bộ, cơ quan trung ương và địa phương giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 cho các dự án đến ngày 30 tháng 9 năm 2020. Theo báo cáo chuyên đề của CBRE Việt Nam về sự hình thành thành phố phía Đông, thị trường nhà ở tại khu vực này sẽ có nhiều cơ hội tăng trưởng nguồn cung cũng như về giá trong thời gian tới. Trong giai đoạn năm 2015 đến năm 2020, giá bán căn hộ cao cấp trên thị trường sơ cấp tại quận 2 tăng trung bình 7,3% mỗi năm, vượt ngưỡng mức tăng trung bình của toàn thị trường và vẫn còn nhiều tiềm năng tăng giá trong tương lai. Từ năm 2018, giá nhà trên thị trường thứ cấp đã tăng đáng kể khi tuyến metro dần hoàn thiện, với mức giá chào bán lại cao hơn 25-75% so với giá bán thời điểm ban đầu. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam với châu Á tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhất 64% trong tổng giá trị xuất nhập khẩu của cả nước. Trị giá xuất nhập khẩu trong 8 tháng của Việt Nam với thị trường này đạt xấp xỉ 216 tỷ đô la Mỹ, giảm 2% so với cùng kỳ năm 2019. Tiếp theo là các thị trường châu Mỹ, châu Âu, châu Đại Dương và châu Phi. Quý vị đang theo dõi chương trình Tâm Chấn trực tiếp trên kênh truyền hình Y tế Tài chính VTV. Sau đây là những tin chính có trong phần 2 của chương trình. Ngành du lịch chịu ảnh hưởng nặng nề vì Covid-19. Tiền gửi chảy mạnh vào ngân hàng, lãi suất tiết kiệm giảm liên tiếp. Mục ống kính Tâm Chấn, nợ xấu tiếp tục tăng, nhiều ngân hàng giao bán tài sản thế chấp. Theo thống kê của Tổng cục Du lịch, quá nửa đầu năm nay, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 3,7 triệu lượt, giảm 57% so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh hưởng vì dịch COVID-19, tính đến tháng 6 vừa qua, đã có 148 doanh nghiệp lữ hành xin thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Dự báo từ nay đến cuối năm, số lượng doanh nghiệp đóng cửa vì khó khăn do dịch bệnh COVID-19 sẽ còn tăng mạnh. Nhiều doanh nghiệp lớn chỉ bố trí khoảng 30% nhân sự trực tại công ty, số còn lại nghỉ không hưởng lương hoặc hưởng mức lương giảm đến 80%. Công suất phòng trung bình của các cơ sở lưu trú chỉ đạt khoảng 20%, giảm mạnh so với công suất trung bình năm trước là 52%. Nhiều cơ sở lưu trú du lịch, đặc biệt là cơ sở du lịch cao cấp phục vụ khách quốc tế vẫn tiếp tục đóng cửa. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ đề xuất các giải pháp cấp bách hỗ trợ doanh nghiệp du lịch trước bối cảnh tác động của đại dịch COVID-19. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú hiện hoạt động cầm chừng, phải cho nhân viên nghỉ việc, chỉ duy trì số ít nhân sự để bảo đảm trang thiết bị. Đặc biệt, phần lớn doanh nghiệp nhỏ và vừa không thể có lãi, nên chính sách giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp theo nghị quyết của chính phủ hầu như không có tác dụng. Do đó, Bộ đề xuất Thủ tướng xem xét giảm thuế suất VAT từ 10% xuống 5% trong năm 2020 và 2021, đồng thời điều chỉnh giá điện áp dụng cho các cơ sở lưu trú ngang bằng với giá điện sản xuất trong năm nay và những năm tiếp theo. Mặt khác, cơ quan này đề nghị có chính sách lùi thời gian trả lãi suất đến tháng 12 năm 2021, bên cạnh các giải pháp hỗ trợ về tài khoá và tín dụng hiện nay. Trong báo cáo cập nhật kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 9 vừa được phát hành, World Bank nhận định dự trữ ngoại hối của Việt Nam tiếp tục được tích lũy, trong khi đó tỷ giá hối đoái vẫn ổn định.
Báo cáo của World Bank cho biết, vào cuối tháng 8, dự trữ ngoại hối của ngân hàng nhà nước là 92 tỷ đô la Mỹ, tăng so với mức 80 tỷ đô la Mỹ vào cuối tháng 12. World Bank nhận định, mặc dù mức tăng này không cao như mức tăng cùng kỳ năm 2019, nhưng nó chứng tỏ khả năng phục hồi của nền. Theo đó, Việt Nam đã đạt mức thặng dư thương mại hàng hóa cao kỷ lục và thu hút được dòng vốn FDI lớn cho dù có đại dịch. Hoạt động này đã giúp giảm thiểu tác động của việc giảm lượng kiều hối và thu nhập bằng ngoại tệ từ du khách nước ngoài. Bên cạnh đó, cán cân thanh toán của Việt Nam cũng đã thể hiện tính chống chịu cao khi tỷ giá Việt Nam đồng trên đồng đô la Mỹ được duy trì ở mức ổn định. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tín dụng có mức tăng trưởng thấp nhất trong 5 năm qua, trong khi nhu cầu gửi tiền tại ngân hàng vẫn tăng mạnh. So với các kênh đầu tư khác thì gửi tiền tiết kiệm vẫn là an toàn nhất. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, tính đến giữa tháng 8, huy động vốn toàn hệ thống tăng gần 6,3%, trong khi tín dụng chỉ tăng 4,13%. Thống kê của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, tổng lượng tiền gửi của người dân vào các ngân hàng đã lên tới hơn 246.000 tỷ đồng, trong khi lượng tiền gửi từ các tổ chức kinh tế là gần 171.300 tỷ đồng. Như vậy, bình quân mỗi ngày có hơn 1.367 tỷ đồng được người dân gửi vào ngân hàng, không chỉ lãi suất tiền gửi từ dân cư. Trên thị trường liên ngân hàng, tuần qua lãi suất liên ngân hàng ở các kỳ hạn qua đêm, một tuần và hai tuần đều giảm. Điều này càng cho thấy thanh khoản dồi dào tại các ngân hàng khiến các ngân hàng gần như cho không khi vay mượn lẫn nhau. Tỷ giá đô la Mỹ tại các ngân hàng thương mại hay giá các ngoại tệ mạnh khác giao dịch như thế nào trong phiên ngày hôm nay? Thông tin chi tiết mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, tỷ giá đô la Mỹ niêm yết tại các ngân hàng thương mại hầu như không thay đổi so với phiên giao dịch liền trước. Giá mua vào dao động ở mức 23.043 cho đến 23.090 đồng một đô la Mỹ và giá bán dao động từ 23.250 cho đến 23.273 đồng một đô la Mỹ. Theo công bố của Vietcombank, giá các ngoại tệ mạnh khác ghi nhận xu hướng giảm trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Riêng đồng euro ghi nhận xu hướng tăng, trong đó sức giảm mạnh nhất thuộc về đồng bảng Anh khi giảm 65 đồng ở chiều mua vào và giảm 68 đồng ở chiều bán ra. Đồng euro ghi nhận mức tăng 3 đồng ở chiều mua vào và 2 đồng ở chiều bán ra. Theo công bố của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất bình quân liên ngân hàng ngày 17 tháng 9 với kỳ hạn qua đêm là 0,11%, một tuần là 0,28%, một tháng là 0,41% và 3 tháng là 1,66%. Sau đây là những thông tin chứng khoán chốt phiên giao dịch chiều ngày hôm nay, 21 tháng 9. Bước sang phiên giao dịch chiều, thị trường không có nhiều biến động, chỉ số VN Index vẫn duy trì lình xình dưới ngưỡng kháng cự trên. Tuy nhiên, sau gần 1 giờ đi ngang, áp lực bán có dấu hiệu gia tăng khiến thị trường thu hẹp biên độ tăng, thậm chí có lúc bị đẩy lùi xuống sát mốc 905 điểm. Chốt phiên sàn HOSE có 220 mã tăng và 184 mã giảm. VN Index tăng 6,99 điểm. Tương đương với tăng 0,78% lên 907,94 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 403,44 triệu đơn vị, giá trị 7.716,5 tỷ đồng, tăng 11,5% về khối lượng và 15,84% về giá trị so với phiên cuối tuần trước. Trên sàn HNX, dòng tiền cũng hoạt động tích cực giúp thị trường duy trì đà tăng tốt. Chốt phiên sàn HNX có 71 mã tăng và 95 mã giảm. HNX Index tăng 1,38 điểm, tương đương 1,07% lên 130,58 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt 69,14 triệu đơn vị, giá trị hơn 777 tỷ đồng, tăng 60% về khối lượng và 65,45% về giá trị so với phiên cuối tuần trước ngày 18 tháng 9. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ kiểm tra bất thường đối với các đối tượng giám sát thông qua việc phát hiện các giao dịch nghi vấn là nội dung tại dự thảo thông tư hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán mà Bộ Tài chính đang lấy ý kiến. Theo dự thảo thông tư, chủ thể giám sát bao gồm Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, các công ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam bao gồm Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Dự thảo thông tư cho biết, hoạt động giám sát giao dịch chứng khoán được tiến hành dựa trên thông tin từ nhiều nguồn. Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ kiểm tra bất thường đối với các đối tượng giám sát thông qua việc phát hiện các giao dịch nghi vấn theo báo cáo của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, các tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch và cung cấp các dịch vụ giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán. Thống kê từ đầu năm tới nay cho thấy các quỹ ETF khu vực cận biên có tỷ trọng đầu tư lớn vào Việt Nam đều bị rút vốn khá mạnh, lên tới hàng chục triệu đô la Mỹ mỗi quỹ.
Cụ thể, iShares MSCI Frontier 100 ETF bị rút dòng 50,1 triệu đô la Mỹ, trong đó lượng bán dòng thị trường Việt Nam khoảng 6 triệu đô la Mỹ. S&P Select Frontier ETF cũng bị rút dòng gần 15 triệu đô la Mỹ, trong đó tỷ trọng thị trường Việt Nam trong danh mục quỹ này lên tới 27%. Ước tính lượng bán dòng cổ phiếu Việt Nam của quỹ vào khoảng 4 triệu đô la Mỹ. Không chỉ các quỹ ETF, các quỹ chủ động chuyên đầu tư vào khu vực cận biên cũng có xu hướng rút dòng vốn mạnh từ đầu năm cho tới nay. Việc các quỹ Frontier có xu hướng rút vốn mạnh thời gian qua do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, qua đó làm giảm kỳ vọng tăng trưởng tại các thị trường cận biên. Ở chiều ngược lại, dòng vốn có xu hướng đổ vào các thị trường phát triển. Chứng khoán Vietcombank vừa có báo cáo nhận định về thông tư số 8 năm 2020, sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 22 năm 2019, quy định các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và vấn đề lãi suất. Trong bối cảnh thanh khoản dồi dào và nhu cầu tín dụng chịu ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh, VCBS duy trì dự báo lãi suất huy động có thể giảm từ 80 cho đến 100 điểm cơ bản tại các kỳ hạn trong cả năm nay. Với thông tư số 08 năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 10, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải tuân thủ tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn theo lộ trình được giãn thêm 1 năm so với quy định cũ. Cũng theo VCBS, động thái giãn lộ trình áp dụng tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn tiếp tục thể hiện quan điểm nhất quán trong điều hành chính sách tiền tệ nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần qua ngày 18 tháng 9, VN Index đứng ở mức 900,95 điểm, tương ứng tăng 11,98 điểm, tương ứng 1,35% so với tuần trước. VN Index đã thành công vượt ngưỡng cản 900 điểm quan trọng. Tuy nhiên, các thành viên thị trường, VN Index nói riêng, thị trường chứng khoán nói chung sẽ tiếp tục đối mặt với áp lực bán từ nhà đầu tư trong và ngoài nước. Thị trường chứng khoán Việt Nam đã chứng kiến sự phục hồi chậm dần trong bối cảnh các lớp cổ phiếu từ penny đến blue chip lần lượt thay nhau tăng điểm trong thời gian qua, thanh khoản của thị trường cũng không còn sôi động. Thị trường đang gặp một cái áp lực khi mà chỉ số VN-Index kiểm nghiệm lại cái vùng đỉnh cũ của năm nay. Cái vùng đỉnh cũ của năm nay chính là cái vùng 905 đến 910 điểm. Thì sau khi mà chỉ số đã đạt được cái vùng cao này thì đang có một cái tín hiệu là điều chỉnh trở lại. Các cái diễn biến giao dịch 1-2 tuần gần đây thì khá là chậm với thanh khoản giảm dần. Và nhà đầu tư nước ngoài thì vẫn tiếp tục bán ròng, đã tạo áp lực lên thị trường, khiến cho thị trường chưa thể vượt qua được cái vùng 910 điểm. Và hiện tại thì đang giao dịch động quanh cái mốc là 890 cho đến 900 điểm. Theo các chuyên gia, trong kịch bản tích cực, thị trường vẫn có thể hướng đến mục tiêu 1.050 điểm. Chỉ số VN Index là chỉ số có mức tăng ấn tượng nhất ở trên thế giới trong tháng 8. Thì tuy nhiên khi mà chúng tôi nhìn vào dòng tiền thì chỉ đến khoảng cuối tháng 8 thì dòng tiền mới thực sự tham gia vào, vào thị trường. Tuy nhiên ngay sau đấy thì đã có những cái phiên biến động với mức biến động tương đối lớn. Thì chúng tôi cho rằng ở thời điểm hiện tại xu hướng vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Và chúng tôi nhận thấy vùng cản tương đối mạnh ở vùng khoảng 900 đến 920 điểm. Xét đến kịch bản tích cực khi mà chúng ta nhìn thấy rằng thị trường nền tảng cơ bản với cái khả năng kiểm soát dịch của Việt Nam. Thì nếu như mà vượt qua được vùng cản 900 đến 920 thì chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ đến vùng 1050 cho chỉ số VN Index. Để VN Index có thể chinh phục các mốc điểm mới, thị trường cần có thêm các sản phẩm bên cạnh việc hoàn thiện thể chế để không chỉ hấp dẫn nhà đầu tư trong và cả nhà đầu tư nước ngoài. Hiện nay nhiều mã cổ phiếu tốt thì cái tỷ lệ room cho nhà đầu tư nước ngoài đã là kín rồi. Thế như vậy là cái việc đó là cái việc mà làm cho cái quỹ ngoại hoặc là những cái quỹ mà mới thành lập hoặc là các quỹ mà người ta đang chuẩn bị tham gia vào thị trường Việt Nam, người ta cũng phải cân nhắc xem là người ta nên đầu tư như thế nào. Chúng ta cũng cần phải xem xét đó là các cái sản phẩm mà chúng ta đang Bộ Tài chính này, Ủy ban Chứng khoán cũng đang đưa vào luật của chứng khoán năm 2019, đó là cho các nhà đầu tư có thể thực hiện các cái chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết. Có thể thấy rằng trong ngắn hạn thị trường vẫn sẽ đối mặt với áp lực chốt lời từ phía nhà đầu tư, nhưng trong dài hạn thị trường còn rất nhiều tiềm năng để hấp dẫn và thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước. Chuyển sang phần tin tức quốc tế, ngày 20 tháng 9, cảnh sát New Delhi, Ấn Độ đã cho biết đã bắt giữ một nhà báo tự do người địa phương với cáo buộc chuyển các thông tin nhạy cảm cho tình báo Trung Quốc. Tuyên bố này của cảnh sát New Delhi nêu rõ, phóng viên Rajiv Sharma, 61 tuổi, bị bắt giữ đầu tuần này. Khám xét nhà phóng viên này, cảnh sát thu giữ nhiều tài liệu nhạy cảm liên quan đến Bộ Quốc phòng Ấn Độ.
Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố chấp thuận về nguyên tắc với thỏa thuận Oracle và TikTok. Thương vụ này đã bắt buộc phải được các bên dàn xếp sau khi vào tháng trước, Tổng thống Mỹ tuyên bố ứng dụng chia sẻ video là mối họa an ninh quốc gia. Theo đó, công ty mới sẽ có tên TikTok Global. Công ty đã chấp thuận sẽ quyên góp 5 tỷ đô la Mỹ cho một quỹ giáo dục của Mỹ, đúng theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc chính phủ cũng sẽ nhận được tiền từ thỏa thuận này. Các công nhân tại mỏ dầu Sharara của Libya đã bắt đầu làm việc trở lại sau khi Tập đoàn Dầu khí Quốc gia của nước này thông báo dỡ bỏ tình trạng bất khả kháng về sản xuất dầu vì cho rằng an ninh đã được đảm bảo tại các cơ sở sản xuất và cảng xuất khẩu dầu. Hiện 4 công ty thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya NOC, trong đó có công ty dầu mỏ vùng vịnh Ả Rập Agogo với sản lượng 300.000 thùng một ngày ở thời điểm đầu năm 2019, và công ty Search Oil đã chỉ thị các nhân viên thực hiện các biện pháp cần thiết để khôi phục sản lượng sớm nhất có thể. Chưa rõ khi nào các công ty sẽ nối lại hoạt động sản xuất dầu, hiện NOC chưa đưa ra bình luận. Hoạt động sản xuất dầu mỏ của Libya đã gần như bị đình trệ kể từ tháng 1 năm 2020 khi lực lượng quân đội miền đông LNA trung thành với tướng Khalifa Haftar áp đặt phong tỏa xuất khẩu năng lượng sau khi phát động chiến dịch quân sự nhằm vào thủ đô Tripoli thuộc quyền kiểm soát của Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya GNA. Ngày 18 tháng 9 vừa qua, tướng Haftar cho biết sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa xuất khẩu dầu sau 8 tháng áp đặt với điều kiện doanh thu phải được chia công bằng, cũng như đảm bảo nguồn tiền này sẽ không được dùng để hỗ trợ khủng bố. Ngày 20 tháng 9, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Venezuela Indira Afonso cho biết cơ quan này đang xem xét khả năng tổ chức cuộc bầu cử quốc hội trong thời gian 2 ngày do phải tuân thủ các biện pháp giãn cách và ngăn ngừa sự bùng phát của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Theo thông lệ, các cuộc bỏ phiếu từ trước tới nay chỉ diễn ra trong một ngày. Song do dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, nên CNE đã phải đưa ra các biện pháp phù hợp để số người tập trung tại các điểm bỏ phiếu không quá đông, thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách giữa các cử tri. Ngoài ra, cơ quan chức năng sẽ chuẩn bị đầy đủ các biện pháp vệ sinh tại tất cả các điểm bỏ phiếu. Thông tin cá nhân của 1.000 cảnh sát Belarus đã bị các tin tặc phát tán trên các kênh của Telegram tối ngày 19 tháng 9 theo giờ địa phương, trong bối cảnh các cuộc biểu tình diễn ra ở nước này sau cuộc bầu cử tổng thống. Các tin tặc ẩn danh cũng cảnh báo sẽ tiếp tục phát tán thêm nhiều dữ liệu vì các vụ bắt giữ người biểu tình vẫn tiếp diễn. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Belarus nhấn mạnh cơ quan chức năng sẽ truy tìm và trừng phạt những cá nhân gây ra vụ rò rỉ dữ liệu nêu trên. Tình hình Belarus bất ổn kể từ sau cuộc bầu cử tổng thống ngày 9 tháng 8. Theo kết quả chính thức do Ủy ban Bầu cử Trung ương Belarus công bố, Tổng thống đương nhiệm Alexander Lukashenko tái đắc cử với hơn 80% số phiếu ủng hộ, trong khi ứng cử viên đối lập Svetlana Tikhanovskaya chỉ được hơn 10%. Bà Tikhanovskaya không công nhận kết quả này. Nhiều cuộc biểu tình đông người đã diễn ra tại nhiều thành phố và xảy ra đụng độ với cảnh sát, làm hàng trăm người bị thương, trong đó có cảnh sát. Hơn 6.000 người biểu tình quá khích đã bị bắt giữ. Mời quý vị đến với phần tổng hợp chứng khoán Mỹ, năng lượng và kim loại quý. Trên thị trường tiền tệ, đồng đô la Mỹ vẫn duy trì sắc đỏ trong phiên giao dịch đầu tuần. Sáng nay theo giờ Việt Nam, tỷ giá đô la Mỹ trên thị trường thế giới tiếp tục đi xuống. Chỉ số đô la index, thước đo sức mạnh của đồng đô la Mỹ với đồng tiền chủ chốt khác đạt 92,84 điểm, giảm 0,16 điểm, tương đương để mất 0,17%. Trên thị trường dầu, dầu tăng trở lại trong phiên giao dịch đầu tuần. Giá dầu tăng do số hàng tồn kho của Mỹ đã giảm sau cuộc họp của OPEC cộng. Ghi nhận vào mở phiên sáng nay theo giờ Việt Nam, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ ước tính đã tăng hơn 0,2% lên 41,11 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu thô Brent ước tính tăng hơn 0,1% lên 43,15 đô la Mỹ một thùng. Trên thị trường vàng, mở cửa sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,05% lên 1.949 đô la Mỹ một ounce. Vàng giao tháng 12 giảm 0,27% xuống 1.956 đô la Mỹ một ounce. Hội đồng Vàng Thế giới cho biết dữ liệu dự trữ ngoại hối từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho thấy các ngân hàng trung ương đã mua 8,2 tấn vàng trong tháng 7. Cho đến nay, các ngân hàng trung ương chỉ mua được hơn 200 tấn vàng. Trong nước, trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 21 tháng 9, giá vàng SJC tăng từ 30.000 cho đến 130.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và tăng trong khoảng từ 50.000 cho đến 80.000 đồng một lượng ở chiều bán ra ở các hệ thống kinh doanh trên toàn quốc. Hiện tại, giá trần mua vào bán ra vàng SJC đặt ngưỡng là 56,25 triệu đồng một lượng và 56,60 triệu đồng một lượng. Thưa quý vị, tác động của dịch COVID-19 khiến nợ xấu có dấu hiệu tăng dần cho dù tín dụng tăng chậm và các ngân hàng đã tăng trích dự phòng rủi ro. Khả năng trả nợ của các doanh nghiệp đang ngày một yếu đi.
tỷ lệ nợ có khả năng mất vốn ở các ngân hàng đang tăng mạnh sau soát xét. Do vậy, các khoản nợ xấu được ngân hàng giao bán có giá trị cao xuất hiện ngày một nhiều hơn trong thời gian gần đây. Nợ xấu tại các ngân hàng hiện nay đang diễn ra như thế nào? Trước tiên, mời quý vị đến với phần tổng hợp thông tin sau đây. Báo cáo bán niên 2020 cho thấy tổng nợ xấu của Vietcombank tăng 11% so với đầu năm nay, khiến tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay tăng từ 0,79% lên 0,83%. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn tăng 58%. Tương tự, cuối tháng 6 2020, tổng nợ xấu của BIDV tăng 17% so với đầu năm. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn 11%. Tại Vietinbank, tổng nợ xấu tính đến 30 tháng 6 2020 tăng đến 48% so với đầu năm. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn tăng 250%. Theo các chuyên gia, dịch COVID-19 là nguyên nhân chính tác động mạnh đến khả năng trả nợ của khách hàng, dẫn đến nợ xấu tại các ngân hàng ngày càng xấu. Cái nền kinh tế gặp rất nhiều khó khăn do cái dịch bệnh COVID-19. Nó làm cho ảnh hưởng đến rất nhiều đến cái hoạt động kinh doanh của các cái doanh nghiệp. Cho nên là nhiều doanh nghiệp là đã không trả nợ được ngân hàng, hoặc là vay vốn của ngân hàng để thực hiện kinh doanh nhưng mà kinh doanh nó không có hiệu quả. Cho nên là cái việc nợ xấu tăng là cái điều dễ hiểu. Ghi nhận tại các doanh nghiệp cho thấy, dịch đã ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, không chỉ tác động tại thời điểm dịch diễn ra mà còn kéo theo hệ lụy lâu dài. Gánh nặng nhất về cái lãi suất của ngân hàng. Đấy. Thì cái điều đó là chung là theo tôi nhận được chung là đó cực kỳ gánh nặng đó, trong những cái KTV mà những cái tôi đã thực hiện vừa qua. Có thể nếu mà không xuất đi được thì chúng ta vừa phải kẹt cái hàng tồn kho, vừa mà có thể là kẹt cái dòng ngoài vốn nữa, nó sẽ ảnh hưởng tác động lớn vấn đề là chúng ta cái vốn để trả nợ cho ngân hàng. Trước tác động của dịch COVID-19, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành thông tư 01 quy định hướng dẫn tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng. Theo các chuyên gia, điều này cũng sẽ đầy rủi ro cho các ngân hàng và sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Nhiều thông tin từ website Ocean Bank cho thấy ngân hàng đang tiến hành ra bán khá nhiều khoản nợ. Đơn cử như khoản nợ xấu của công ty cổ phần dệt may Đông Á, 998 tỷ đồng. Giá khởi điểm của khoản nợ này là 900 tỷ đồng. Đây là lần thứ hai Ocean Bank chào bán khoản nợ này. BIDV cũng rao bán đấu giá tài sản nguyên lô gồm quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất là trung tâm hội nghị tiệc cưới. Nhiều ngân hàng đang tích cực đẩy mạnh rao bán tài sản thế chấp, thậm chí hạ giá tài sản để thu hồi nợ khi dịch COVID-19 kéo dài. Những người chủ đầu tư cho các cái mô hình kinh doanh ví dụ như nhà hàng, khách sạn hay là các cái trường học, kể cả là trường học, thì tôi nghĩ đây là những cái yếu tố mà phát sinh sau khi dịch bệnh xảy ra, dẫn đến là cái kết quả kinh doanh không như mong muốn và gần như cái người chủ đầu tư đó họ không còn khả năng để có thể cầm cự được, dẫn đến là họ mất khả năng thanh toán đối với ngân hàng và ngân hàng buộc phải phát mãi tài sản để thanh lý. Các ngân hàng được phép rao bán và đưa đấu giá tài sản theo cái giá thị trường. Chính vì thế thì đôi khi nó chưa hoàn toàn sát với giá thị trường và vì vậy cũng phải đấu giá một vài lần nó mới có thể là thành công. Và đương nhiên là càng về sau các ngân hàng cũng cần phải giảm giá một chút để tăng cái tính hấp dẫn đối với tài sản đó và qua đó thực hiện đấu giá thành công. Thực tế nhiều tài sản được đem ra bán đấu giá nhiều lần nhưng vẫn không thể tìm được người mua dù giá giảm. So với các đợt trước đây, tài sản phát mãi lần này đã trở nên quy mô và đa dạng hơn khi trường học, nhà hàng cũng được các nhà băng thanh lý. Tìm đúng cái người mua và có thể mà cái người mua đó mua được với một cái giá trị gần như là tốt nhất để phù hợp cho ngân hàng cũng như cho cái người chủ đầu tư mà phải bán giải chấp cái tài sản cùng với ngân hàng. Thì đây là một cái điều không dễ dàng, tại vì phải tìm được đúng người mua và đúng cái người họ có nhu cầu, họ có cùng cái định hướng phát triển kinh doanh chung với cái khối tài sản đó, thì có thể họ sẽ mua được một cái mức giá nó tốt hơn. Bên cạnh đó, ảnh hưởng của đại dịch tác động cũng tác động lên thị trường bất động sản, nên việc phát mãi tài sản là bất động sản trở nên khó khăn. Vì vậy, quá trình thu hồi nợ cũng chậm trễ, không được như kỳ vọng. Nếu thị trường bất động sản không thuận lợi, thì để xử lý dứt điểm có thể kéo dài đến những năm sau.
Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình tâm chấn. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình tại website www.vitv.vn hoặc cập nhật qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.